chọn thực phẩm và đồ uống có thể tác động lớn đến lá gan. Có rất nhiều thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có lợi cho gan, trong đó có một số nhóm thực phẩm đặc biệt quan trọng là rau củ quả. Sau đây là 4 loại rau tốt nhất cho gan, theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng. 1. Củ cải đường có rất nhiều chất dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe gan. Nước ép củ cải đường có thể giúp bảo vệ gan chống lại một số chất gây ung thư. Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong củ cải đỏ được gọi là betalan, có đặc tính chống ung thư và chống viêm. Các chất chống oxy hóa này là đặc trưng của củ cải đỏ và các loại củ cải khác như củ cải vàng có thể không có cùng mức độ chống oxy hóa như vậy. 2. Bông cải xanh. Tất cả các loại rau đều là rau tốt, nhưng chất dinh dưỡng cụ thể được tìm thấy trong các loại rau họ cải, đặc biệt là bông cải xanh, dường như đặc biệt hữu ích cho gan. Những người ăn bông cải xanh có chỉ số gan tích cực hơn và tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và khối u gan thấp hơn. 3. Bắp cải tí hon. Đây đã trở thành một loại rau phổ biến hơn trong những năm gần đây vì những lợi ích sức khỏe mà chúng có thể đem lại. Bắp cải tí hon có thể giúp cải thiện tình trạng tiêu hóa, cung cấp vô vàn vitamin và khoáng chất và chứa các hợp chất hỗ trợ chức năng gan. Bắp cải tí hon chưa nấu chín có đặc tính giải độc cao, tuy nhiên, ngay cả khi nấu chín thì bắp cải này vẫn duy trì được các enzyme giải độc. Glucicolate là một hợp chất độc đáo được tìm thấy trong bắp cải này. Hợp chất này có liên quan đến các phản ứng enzyme có thể giải độc các hợp chất gây ung thư trong cơ thể. 4. Rau lá xanh. Nhóm này bao gồm cải xoăn, rau bina và rau xanh, có thể có lợi cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe gan. Giống như các loại rau khác, trong danh sách này, rau xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể, chống lại các gốc tự do nguy hiểm. Ngoài việc giảm bớt tác động của các gốc tự do trong cơ thể, một số rau xanh như rau bina cung cấp lợi ích cụ thể hơn cho gan. Việc tiêu thụ rau bina sống giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Và những người tham gia tiêu thụ càng nhiều rau bina thì nguy cơ mắc bệnh NAFLD của họ càng thấp. Mặc dù rau bina nấu chín vẫn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như chất xơ, nhưng rau bina được nấu chín thì không có tác động đáng kể trong việc giảm nguy cơ căn bệnh này.